Rồi mình xin hướng dẫn hand reset VMAX Storm Dub 408. Đầu tiên là mình cũng sẽ tắt nguồn máy. Cái máy đã tắt hẳn nguồn, mình sẽ nhấn giữ phím giảm âm lượng cũng như mấy cái máy điện thoại Windows Phone khác thôi. Rồi mình nhấn giữ phím nguồn. Khi máy nó vừa rung lên cái, mình sẽ buông cái phím nguồn ra, vẫn giữ phím giảm âm lượng. Đến khi nó xuất hiện cái dấu chấm than thì mình sẽ thực hiện là tăng giảm nguồn giảm, tăng giảm nguồn giảm. Rồi như vậy đợi máy nó khởi động lên. Rồi, nãy giờ là quá trình mình chờ đợi máy nó khởi động lên ha, thì nó cũng khá là lâu, khoảng mất 10 từ đến 10 phút á. Rồi mình ở đây là những bước thiết lập đầu tiên của mình sử dụng máy. Mình chọn tiếng Việt, mình chọn tiếp theo, mình chọn đóng, tiếp theo, chấp nhận. Cái này mình bỏ qua luôn, tiếp theo. Cái này mình khuyến nghị, cái này mình có thể chỉnh sau. Bây giờ mình cứ đăng nhập sau luôn. Ở này mình đợi nó chạy khoảng chừng 30 giây nữa là mình sẽ vào được. Nó đang chạy cái khung ở trên này. Khoảng 30 giây nữa là mình sẽ vào được. Rồi, cái bước thiết lập hồi nãy mình tưởng nó nhanh nhưng mà cũng khá là lâu, cũng phải mất thêm 5 phút nữa nó mới hoàn tất. Như vậy là đã hoàn tất, mình vào sử dụng được rồi. Mình nhấn phím tiếp theo. Là quá trình hand reset con này thì mình sẽ mất khoảng 20 phút đến 25 phút mới hoàn tất. Rồi, như vậy là mình sẽ nhận được một tin nhắn của Windows Phone. Như vậy là xong rồi.